Ôi trời. Xin chào 500 anh chị em. Từ ngày 7 tháng 11, YouTube đã đưa Shorts lên màn hình TV. Shorts chính là cái loại format video đang phát triển nhanh nhất hiện nay. Còn TV là loại thiết bị mà cũng đang tăng trưởng nhanh nhất ở trên toàn bộ hệ sinh thái YouTube. Hai bạn này một khi mà đã kết hợp với nhau thì có thể gọi là song kiếm hợp bích. Thời gian vừa qua thì YouTube cũng đã thông báo rằng đầu năm 2023 họ sẽ mở full kiếm tiền ở trên kệ Shorts và các creator sáng tạo video ngắn sẽ được chia sẻ doanh thu như các video dài. Những cái động thái trên của YouTube khiến cho ở trong cộng đồng Việt creator dấy lên nhiều đồn đoán rằng là đến năm 2023 sẽ có những thay đổi rất lớn ở trên nền tảng YouTube. Tuy nhiên tất cả những điều đó vốn cũng chỉ là tin đồn. Mình thì vốn ít khi dự đoán về tương lai. Mình chỉ đưa ra ý kiến của mình khi mà có dữ liệu và thông tin đầy đủ và khách quan. Cách đây 2 ngày thì có một nút vàng liên hệ với mình để xin tư vấn vì kênh bị tuột dốc không phanh suốt thời gian vừa qua. Đây là một kênh khá lớn, tận 3 triệu sub. Oh my god! Wow! Làm về chủ đề Minecraft cho nên dữ liệu để phân tích khá là đầy đủ và chi tiết. Lại có một cái máy bay bay tới. Hôm nay trời nắng đẹp, nhà mình đang tranh thủ đi hiking một chút xíu. Ở Canada mùa đông đến rồi, cho nên là những cái ngày nắng ấm như thế này rất là hiếm hoi. Tuy nhiên khi phân tích cái kênh này thì mình cảm thấy rất là lạ lùng. Tại vì mình không thấy cái sai sót gì ở trong chiến lược nội dung của bạn cả. Kênh vẫn ra clip đều đặn, nội dung vẫn hay, vẫn hấp dẫn như trước đây. Trên kênh không có một cái thử nghiệm nào mà khiến cho đi quá xa với chủ đề cả. Thế nhưng không hiểu tại sao mà cái lực đề xuất của kênh vẫn cứ đi xuống dần đều. Cho đến tận khi mình đào bới sâu vào tận trong tab đối tượng người xem thì mình mới phát hiện ra vấn đề. Bình thường thì ở trên cái thẻ mà những kênh khác mà khán giả của bạn xem ấy, thì cái kênh này luôn luôn hiện ra là các cái kênh video dài, các kênh làm về Minecraft, nó rất là liên quan đến chủ đề của kênh. Nhưng mà giờ đây trên cái thẻ này thì xuất hiện toàn các kênh Shorts, format cũng khác với format video dài mà chủ đề cũng không liên quan gì đến chủ đề của kênh. Như vậy là cái nguyên nhân đi xuống của kênh không hề liên quan gì đến bất cứ một yếu tố nội tại nào cả, mà chính là sự thay đổi hành vi của khán giả ở trên YouTube. Khán giả của Minecraft chủ yếu là các em học sinh từ cấp 1 cho đến cấp 3. Rõ ràng là có một sự dịch chuyển rất lớn trong hành vi của các bạn trẻ này. Chuyển dịch sẽ từ xem video dài chuyển sang xem trên kệ Shorts. Tất nhiên là khi suy nghĩ lại thì điều này đối với anh em mình cũng khá là dễ hiểu. Tại vì là trong suốt 2 năm vừa qua thì YouTube đã phát triển Shorts rất là mạnh. Và các bạn trẻ thì thường là rất là tò mò, rất là chịu thử nghiệm những cái mới. Cho nên là tất nhiên các bạn đấy sẽ click vào kệ Shorts để xem. Mà chúng ta đều biết là một khi đã vào ở trong kệ Shorts thì rất là khó tìm đường ra. Anh chị em chúng ta hãy hết sức chú ý, hết sức ý thức về cái sự dịch chuyển hành vi này của các khán giả trẻ. Những người đó không chỉ là tâm điểm, mà chỉ trong một thời gian một vài năm thôi, họ sẽ chính là tương lai của thế giới media chúng ta. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo của Việt Creators.